Quý Phật tử và quý khán tín giả thân mến, thời gian gần đây khắp mạng xã hội tràn ngập hình ảnh một vị sư đầu trần, chân đất, đắp một tấm y, chấp giá từ nhiều mảnh giải, được nhặt nhạnh từ đâu đó, và ôm bình bát tự chế bằng ruột nồi cơm điện, đi khất thực dọc theo chiều dài con đường quốc lộ mà không xác định điểm đến nhiều người nói rằng vị sư này đã đi như thế suốt chiều dài đất nước Việt Nam từ nhiều năm qua. Cứ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam. Nghe nói đã được bốn dòng ra vào như thế. Sự đi chỉ để mà đi, không cần điểm đến. Vị sư này chính là Thầy Thích Minh Tuệ. Thầy nói với mọi người rằng mình không phải là tăng sĩ của giáo hội. Thầy không nhận đệ tử, nói rằng không dám làm thầy của bất cứ ai mà chỉ là người đang tập học theo lời dạy của Phật. Thầy không nhận cúng dường bằng tiền bạc, chỉ nhận thức ăn trong buổi sáng để ăn vào giữa ngày ngọ thực. Ngoài ra thầy không nhận bất cứ thứ gì khác. Thầy cũng không vào trú ngụ trong nhà người dân mà dừng lại ngủ nghỉ ở bất cứ nơi nào vào cuối ngày. Gốc cây, cánh đồng trống, nghĩa trang, đều là nơi thầy có thể nghỉ qua đêm. Và khi ngủ nghỉ, thầy cũng chỉ ngồi không nằm. Khi viết những dòng này thì những bước chân độc hành của thầy không còn là độc hành nữa mà đã có hàng ngàn người nối bước đi theo, thậm chí là dây quanh thầy bất cứ khi nào có thể và họ đi chỉ để được đi theo thầy cũng không cần phải đi đến đâu. Những ghi nhận trên đây là thực tế nhìn thấy nghe biết từ xa chưa bàn đến việc đúng hay sai nên hay là không nên với công năng của mạng xã hội ngày nay như facebook tiktok youtuber thì số lượng người nhìn thấy và nghe biết như vậy đã lên đến hàng trăm ngàn nếu không muốn nói là có thể đến hàng triệu và như vậy câu chuyện về thầy minh tuệ không chỉ dừng lại ở những ghi nhận đơn thuần về việc làm của một cá nhân mà đã tạo ra những ấn tượng mạnh mẽ ở những người xem thấy hay nghe biết. Những ấn tượng đó là tích cực hay là tiêu cực? Tất nhiên là còn tùy thuộc vào sự hiểu biết và cảm nhận của mỗi người, không ai giống ai. Tuy nhiên, trong số rất nhiều ý kiến bài viết về Thầy Minh Tuệ đang lưu hành qua Internet, có thể tạm phân chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất, phản đối, chê trách nhóm thứ hai ngợi khen tán thán và nhóm thứ ba là bày tỏ sự hoài nghi không xác định trong thực tế có một số bài viết rơi vào cả hai hoặc ba nhóm này khi người viết vừa tán thành ở một số điểm vừa không tán thành ở những điểm khác và thậm chí còn có cả những điểm hoài nghi không xác định do vậy bài phân tích này sẽ không đề cập riêng đến ý kiến của bất kỳ ai mà chỉ xin nêu ra những điểm người viết thấy cần góp ý như sau cùng một hiện tượng mà có thể tạo ra nhiều luồng ý kiến phức tạp khác nhau điều này quả thật là ít có bài viết này không có tham vọng đưa đến một sự nhận hiểu đồng thuận về việc làm của thầy minh tuệ bởi điều đó tất nhiên là bất khả thi tuy nhiên quan điểm của người viết là một khi đã nêu ý kiến trước công luận có nghĩa là chấp nhận chia sẻ với nhiều người chứ không chỉ riêng mình biết thì cần thiết phải tôn trọng những chuẩn mực chung và trong trường hợp của người phật tử thì chuẩn mực chung cao nhất chính là kinh điển chứ không phải là những ý kiến chủ quan của bất kỳ ai do vậy đứng trước một vấn đề chúng ta ai cũng có quyền khen ngợi hoặc là chê trách nhưng điều quan trọng là sự khen ngợi hoặc chê trách đó phải đúng đắn có căn cứ có lập luận hợp lý thay vì chỉ là những cảm nhận chủ quan vì những ý kiến chủ quan của một người khi chia sẻ rộng rãi lại có thể tạo ra ảnh hưởng nơi nhiều người khác nếu ảnh hưởng đó đúng đắn thì tất nhiên là việc tốt nhưng nếu là sự ảnh hưởng từ những nhận xét không chính xác thì sẽ không tốt chút nào con người gọi việc rất nhiều người đi theo thầy minh tuệ là hiệu ứng đám đông cách gọi này là không chính xác hiệu ứng đám đông hàm nghĩa là người tham gia vào một sự kiện nào đó mà hoàn toàn không có chủ ý của chính mình chỉ làm theo đám đông vì tin rằng đám đông đó hành động đúng trong trường hợp những người đi theo thầy minh tuệ chúng ta không thể xác định ý nguyện hay nhận thức riêng của mọi người nhưng chắc chắn không thể nói chung rằng tất cả họ chỉ làm theo đám đông Tất nhiên còn có thể bàn thêm về nhiều nguyên do khác nhau. Nhưng sử dụng cách nói hiệu ứng đám đông trong trường hợp này là thiếu chính xác nếu không muốn nói là có thể xúc phạm nhiều người trong số đó. Sau đây là những lời chỉ trích. Có những chỉ trích rất nặng nề đối với việc thầy Minh Tuệ ôm nồi cơm điện đi lang thang, thậm chí còn gọi thầy là thằng ba trợn. Một số khác phê phán chỉ trích khác ngay cả từ một số tăng sĩ cho rằng nếu đã tự nói mình không phải tu sĩ Phật giáo thì không được khất thực, không được đáp y dù là tấm y khác biệt với những tăng sĩ khác vì vẫn làm cho Phật tử lầm tưởng đó là tăng sĩ thậm chí có người còn lạm dụng những từ nặng nề như trộm pháp, trộm tăng tướng, v dân, dân Chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những chỉ trích tương tự thuộc loại này vì chúng hoàn toàn vô lý vô căn cứ và thô thiện đến mức người phật tử tỉnh táo nào cũng có thể nhận ra không cần bàn đến giáo pháp của đức phật là rộng mở cho bất cứ ai ngay cả ngoại đạo tài giáo mà thức tỉnh muốn vận dụng theo một phần lời phật dạy để tu tập cũng không ai cấm cản dưới đây chúng ta sẽ chỉ đề cập đến những chỉ trích mà người nêu ra có thể hiện tinh thần trách nhiệm có thiện ý muốn tốt đẹp cho cộng đồng và do vậy, những ý kiến chỉ trích này cho rằng lẽ ra thầy Minh Tuệ không nên làm như vậy, không nên đi như vậy, không nên tu theo cách như vậy thì tốt hơn. Dưới đây chúng tôi chỉ nêu một vài ý kiến tiêu biểu thuộc loại này. Đó là việc đắp y nhiều màu, dùng binh bát bằng ruột nồi cơm điện là không đúng pháp. Những người chỉ trích cho rằng ngay cả y phấn tảo được chấp giá từ nhiều mảnh giải cũng phải được nhuộm thành một màu chứ không thể để lòe loẹt như vậy gây phản cảm đối với hình ảnh một tăng sĩ Phật giáo. Gia bình bát là một pháp khí được xem như bảo bối của Đạo Phật, không thể tùy tiện thay bằng ruột nồi cơm điện, như vậy là bối bác làm xấu Phật giáo. Tất nhiên nhận xét như thế nào là quyền của mỗi người. Ở đây chỉ xin nêu hai ý kiến như thế này. Thứ nhất kinh điển ghi nhận việc một vị tăng chỉ sở hữu duy nhất một bình bát còn gọi là nhất bát dùng để đi khất thực nhưng chưa thấy chỗ nào đưa ra quy chuẩn về bình bát phải làm bằng chất liệu gì hay là làm như thế nào từ điển phật quan bản hán ngữ trong một mục từ nhất bát ghi nhận biểu thị phật giáo tu hành giả sinh hoạt chi giảng phát tức là biểu thị đời sống đơn giản một mạc của người tu hành trong phật giáo dựa theo đây mà nói thì cái bình bát bằng ruột nồi cơm điện của thầy minh tuệ không có gì là trái luật mà ngược lại còn rất đơn giản và một mạc. thứ hai kinh điển đề cập đến tệ nạp y gọi tắt là nạp y cũng gọi là phấn tạo y điều mang ý nghĩa làm tấm y xấu tệ không có giá trị với người đời Chúng tôi không thấy chỗ nào nói đến việc quy định màu sắc đối với y, còn gọi là cà sa, của một vị tăng thông thường, thì đúng là không nên chọn màu đẹp đẽ mà nên nhuộm cho xấu đi, gọi là hoại sắc, trong ý nghĩa là để tránh sự tham chấp vào hình sắc. Riêng y phấn tạo mà một vị tăng theo hạnh đầu đà sử dụng, thì không thấy nói đến việc nhuộm màu. Kinh Thập Nhị Đầu Đà Phật Thuyết Thập Nhị Đầu Đà Kinh do Ngài Câu Na Bạc Đà La dịch từ phản ngữ sang hán ngữ vào đời tống có dạy rằng ưng nhập tụ lạc trung thập cố trần khí giật, hoán chi linh tịnh tác tệ nạp y phú trừ hàng lộ tức là nên vào trong xóm làng nhặt những mảnh vải cũ đã dứt bỏ đi giặt cho sạch sẽ may thành nạp y đắp lên người để ngăn sự rét lạnh sương gió rõ ràng trong kinh không nói đến việc phải chọn màu sắc hay phải nhuộm cho cùng màu các mảnh giải nhặt được như vậy tấm nạp y và bình bác của thầy minh tuệ không có gì là không đúng pháp còn nếu nói là gây phản cảm thì đó là cảm nhận riêng của mỗi người chúng ta không bàn đến tuy nhiên với rất nhiều người đang công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ yêu mến thầy thì họ đã thấy là không có gì phản cảm cả. Vấn đề thứ hai là việc một tăng sĩ đi lang thang không trụ xứ là không đúng pháp. Những người đưa ra ý kiến chỉ trích này tranh cãi xoay quanh việc cho rằng Thầy Minh Tuệ không thực hành đúng hành đầu đà. Thầy Minh Tuệ không đủ điều kiện như luật quy định để làm một vô tăng. Thầy Minh Tuệ lang thang khất thực trên đường như vậy không đúng pháp dần dần trước hết xin lưu ý rằng thầy minh tuệ đã tự nói với mọi người rằng thầy không phải là một thầy tu không thuộc về chùa hay giáo hội nào thầy không dám làm thầy bất cứ ai mà chỉ là một công dân việt nam đang tự mình học tập theo lời phật dạy với một người như vậy thì những chỉ trích như trên là không đúng chỗ bởi là một công dân thì có quyền làm mọi điều không vi phạm pháp luật còn những quy định thuộc về nội bộ của phật giáo thì không áp dụng cho người này tuy nhiên cá nhân tôi vẫn xem thầy là một vị thầy phật giáo đây là ý kiến riêng của chính tôi dựa trên những gì tôi nghe tôi biết được nên tôi sẽ tiếp tục cân nhắc xem những chỉ trích như trên nếu áp dụng cho một vị thầy phật giáo thì có đúng hay không thật ra việc có những vị tăng sĩ tu hành không ở cố định một trụ xứ là chuyện rất bình thường trong Phật giáo. Trong sách Cảnh Đức truyền đăng lục quyển 27 còn ghi lại những câu thi kệ được rất nhiều biết đến. Nhất bát thiên địa phạn, nhất bát thiên gia phạn, cổ thân dạng lý du, tức là bình bát cơm ngàn nhà, thân nơi muốn dầm xa. Nếu ở yên một chỗ thì làm sao có việc ăn cơm ngàn nhà. Một thân cô độc đi như dạo chơi trên đường muôn dặm chẳng phải là hình ảnh một vị tăng Phật giáo đó sao? Như vậy có thể thấy rằng việc một vị tăng sĩ chọn tu tập ở một trụ xứ như chùa tự diện tỉnh thức tất nhiên là quen thuộc với hầu hết chúng ta. Nhưng nếu có người rời khỏi nơi ở cố định để tu tập theo cách vô trụ xứ thì cũng không có kinh điển nào nói việc ngăn cấm. Và cũng theo ý này, Thầy Minh Tuệ khất thực đúng pháp. Chỉ nhận vừa đủ ăn, không nhận gì khác ngoài thức ăn, chỉ ăn ngày một bữa. Trên con đường buôn dặm thì không có gì sai với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vậy nếu nói Thầy Minh Tuệ tu hành đầu đà thì có đúng pháp hay không? trước hết tôi không dám chắc là thầy minh tuệ có tự nhận rằng mình tu hạnh đầu đà tuy nhiên điều đó là có chúng ta thử tìm hiểu xem thế nào là hạnh đầu đà trong thanh tịnh đạo luận và một số kinh điển nam truyền có nhắc đến 13 hạnh đầu đà như sau thứ nhất hạnh phấn tạo y thứ hai hạnh ba y ba hạnh khất thực thứ tư hạnh khất thực từng nhà thứ năm hạnh nhất tòa thực thứ sáu hạnh ăn bằng bát thứ bảy hạnh không để dành đồ ăn tức là không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong thứ tám hạnh ở rừng thứ chín hạnh ở gốc cây thứ mười hạnh ở giữa trời mười một hạnh ở nghỉ địa mười hai hạnh nghỉ chỗ nào cũng xong và mười ba là hạnh ngồi không nằm trích từ thanh tịnh đạo luận của ngài Phật âm chương 2 Ni sư trí hải diệt dịch Trong kinh điển mắt truyền thì hiện còn lưu giữ kinh thập nhị đầu đà như tôi đã dẫn ở phần trước. Trong kinh này Đức Phật đã dạy 12 hạnh đầu đà như sau. Nhất giả tại A Lan nhà xứ, nhị giả thường hành khất thực, tam giả thứ đệ khất thực, tứ giả thụ nhất thực pháp, ngũ giả tiết lượng thực, lục giả trung hậu bất đắc ẩm tương thất giả trước tệ nạp y bát giả đảng tam y cửu giả trũng gian trụ thập giả thụ hạ chỉ thập nhất giả lộ địa tọa thập nhị giả đảng tọa bất ngoạ sinh dịch nghĩa sang tiếng việt là thứ nhất sống nơi thanh vắng yên tĩnh thứ hai thường thực hành pháp khất thực thứ ba đi khất thực luôn bình đẳng theo thứ lớp. Thứ tư, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Thứ năm, ăn điều độ, có chừng mực. Thứ sáu, sau bữa ăn không uống nước. Thứ bảy, chỉ dùng tệ nạp y. Thứ tám, chỉ có ba tấm y. Thứ chín, ngủ nghỉ nơi nghĩa địa. Thứ mười, ngủ nghỉ dưới gốc cây. Mười một, ngủ nghỉ nơi đồng trống. Và mười hai là khi nghỉ ngơi, cũng chỉ ngồi không nằm. So sánh như trên, chúng ta thấy số lượng 13 hạnh tuy nhiều hơn nhưng lại vừa thừa vừa thiếu. Chẳng hạn như không thấy có hạnh số 1, nơi ở thanh vắng và số 5 ăn có chừng mực như trong số 12 hạnh. Trong khi đó hạnh thứ 12, nghĩ chỗ nào cũng xong, thật ra là thừa khi đã có bốn hạnh từ 8 đến 11, kể ra những chỗ nghỉ dâm dần. dần. Kinh Thập Nhị Đầu Đà cũng giảng giải chi tiết về 12 hành đầu đà. Quý vị nào quan tâm có thể tham khảo thêm. Chúng ta có thể phân chia 12 hành đầu đà như trên thành 3 nhóm. hai hành liên quan đến y phục, 7 và 8. năm hành là việc ăn uống, từ 2 đến 6. Và năm hành là về chủ ngủ nghỉ, từ 1, 9 đến 12. Hiểu được như vậy, chúng ta không cần thiết phải so sánh từng chi tiết mà chỉ cần quan sát ba điểm ăn, mặc và ngủ nghỉ thì có thể biết một người có thực hành hạnh đầu đà hay không. Bởi vì rất rõ ràng là khi thực hành hạnh đầu đà, việc ăn mặc và ngủ nghỉ của hành giả hoàn toàn không giống như những người bình thường. Cần lưu ý rằng 12 hạnh đầu đà cũng giống như 12 sự chỉ dẫn để làm theo, hành giả không nhất thiết và cũng không thể cùng lúc thực hiện tất cả. chẳng hạn như đã ngủ nghỉ nơi nghĩa địa thì không thể ngủ nghỉ nơi đồng trống, nhân dân. so với những gì ta đã nhìn thấy nơi chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của thầy Minh Tuệ, ta có thể thấy là không khác biệt. đúng là thầy đang theo hành đầu đà. vấn đề thứ ba là cách tu của thầy Minh Tuệ gây ra sự chia rẽ trong Phật giáo những người chỉ trích lập luận nếu cho rằng chỉ có thầy minh tuệ là tu theo chánh pháp thì không lẽ nào hàng chục ngàn tăng ni đang ở trong các chùa trong tỉnh xá tu diện kia không tu theo chánh pháp do vậy họ lo ngại rằng hình ảnh tăng ni hiện tại đang bị suy giảm trước nhãn quan của quần chúng nghiêm trọng hơn trong nhóm ý kiến chỉ trích này có người còn cho rằng thầy minh tuệ đang gây chia rẽ trong phật giáo đang phá hòa hợp tăng bằng việc thực hành cách tu khác biệt của mình ý tưởng cho rằng việc ca ngợi thầy minh tuệ sẽ làm giảm đi sự tôn kính của phật tử đối với chư tăng ni ở từ diện vì cho rằng họ tu không đúng chánh pháp là một so sánh loại trừ hoàn toàn không đúng trước hết thầy minh tuệ không thuyết giảng không nói chuyện nhiều với phật tử do vậy việc tôn kính hay là ca ngợi thầy đều là tự phát. Ở đây chúng ta lưu ý rằng, nếu hình ảnh thầy Minh Tuệ gợi lên được niềm kính tính ở một số đông người, thì sự kính tính đó cũng có thể hướng đến chư Tăng Ni bất cứ khi nào các vị chứng tỏ được rằng mình đang hành trì chánh pháp. Đây không phải là một sự lựa chọn hay loại trừ lẫn nhau. Chỉ cần người Phật tử có sự nhận hiểu đúng về chánh pháp thì chắc chắn sẽ không có những phán đoán sai lầm. Nhưng nếu như người Phật tử không hiểu chánh pháp, thì một phần lớn trách nhiệm hẳn phải quy về nơi những người trong nhiều năm qua đã nhận lãnh vai trò giả hóa. Như vậy tất nhiên cả hai trường hợp đều không thể đổ lỗi cho sự tu tập của Thầy Minh Tuệ được. Cũng cần lưu ý rằng, việc tu tập của Thầy Minh Tuệ đã âm thầm diễn ra từ nhiều năm qua và thầy chưa hề gây ảnh hưởng không tốt đến bất kỳ ai do vậy nếu vì lý do nào đó mà người phật tử suy giảm niềm tin đối với một số tăng ni thì cần xem lại chính các vị đó không có lý do gì để đổ lỗi cho thầy minh tuệ cả việc tu theo chánh pháp không phải là độc quyền của riêng ai và chánh pháp của phật cũng không chỉ riêng là việc khất thực hay theo hành đầu đà còn có rất nhiều pháp môn khác được chỉ bày trong kinh điển mà với bất cứ pháp môn nào trong số đó chỉ cần người hành trì thực sự chuyên tâm tu tập cầu giải thoát chắc chắn người phật tử thành tín sẽ hết lòng kính ngưỡng tôn trọng một số người đã đi quá xa khi so sánh việc thầy minh tuệ khất thực và theo hạnh đầu đà làm chia rẽ tăng đoàn là phá hòa hợp tăng họ so sánh với trường hợp của đề bà đạt đa thuở xưa đã đề xuất năm điều cực đoan nhưng bị đức phật từ chối lập luận này có thể thấy ngay là hoàn toàn vô lý đề bà đạt đa là người chủ động đề xuất kêu gọi những điều mà đức phật biết rằng không thích hợp để ứng dụng chung cho tất cả các tỳ kheo cho nên phật đã không chấp nhận còn trường hợp thầy minh tuệ theo cách nhìn của những người này có thể cho là đã tu tập một cách cực đoan vì cũng không thể áp dụng cho tất cả các tỳ kheo. Nhưng điều khác biệt hoàn toàn ở đây là Thầy Minh Tuệ không hề kêu gọi hay lo kéo bất kỳ ai tu tập theo giống mình. Và Thầy Minh Tuệ cũng không tự chế ra pháp tu mới nào như nhiều người lầm tưởng. Những gì Thầy đang thực hành đều có ghi chép trong kinh điển cho nên quy kết như trên là vô lý và thiển cận trong thực tế chúng ta quả thực đã thấy rõ sự chia rẽ trong hàng ngũ tăng ni qua sự kiện này nhưng nói chính xác thì đây chỉ là sự chia rẽ giữa một số các vị tăng hoàn toàn không thể gọi là chia rẽ tăng đoàn càng không liên quan gì đến trường hợp gọi là phá hòa hợp tăng một tăng đoàn hòa hợp thì chắc chắn sẽ càng tinh tấn hòa hợp hơn nữa qua sự kiện này sự chia rẽ mà chúng ta nhìn thấy trong những ngày qua chính là những luận ý kiến khác nhau từ chính các vị tăng sĩ như tôi đã đề cập. Kẻ khen người chê, không chấp nhận ý kiến của nhau thì tự gây ra chia rẽ. Điều đó không liên quan đến một tăng đoàn hòa hợp đúng nghĩa tu tập theo lời Phật dạy. Và sau đây là những lời khen ngợi. Kính thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều ý kiến khen ngợi ca tụng thầy minh tuệ và rõ rệt hơn nữa là đã có hàng ngàn người đổ ra đường để chờ đón thầy hoặc để đi theo thầy cùng theo thầy vào cả những nghĩa trang hay bãi đất trống khi thầy dừng nghỉ sự cung kính của người phật tử đối với một bậc tu hành là điều rất đáng mừng tuy nhiên chúng ta đều biết rằng ngay cả khi khen ngợi hay là ca tụng ai thì sự khen ngợi hay ca tụng đó cũng cần phải đúng đắn, hợp lý thì mới thực sự có giá trị. Trong thực tế, đối với một bậc chân tu thì sự ca tụng hay là tôn thờ không đúng mức còn là một chứng duyên rất lớn cho vị ấy. Chúng tôi sẽ không lặp lại tất cả những lời khen ngợi đối với Thầy Minh Tuệ mà chỉ xin nêu ra đây một vài điểm mà theo chúng tôi là thực sự chưa thích hợp. Thứ nhất, Thầy Minh Tuệ tu hành đầu đà là một tầng bậc cao hơn giới luật, chỉ có pháp tu này mới mau giải thoát. Rất nhiều người đã khen ngợi các tụng thầy nhưng hoàn toàn không đúng ở điểm này. Chúng ta sẽ thử tìm hiểu qua lời Phật dạy về vấn đề này để thấy được chỗ không đúng. Những gì chúng tôi trình bày dưới đây sẽ cố gắng y cứ vào kinh điển và giáo pháp hoàn toàn không phải ý kiến chủ quan của cờ viết. Trước hết là hành đầu đà hoàn toàn không phải là một pháp tu, do đó nếu một người suốt đời hay thậm chí nhiều đời nhiều kiếp chỉ giữ theo 12 hành đầu đà, người đó cũng không bao giờ đạt đến sự giải thoát, không bao giờ giác ngộ. Thứ hai, hành đầu đà khác với giới luật và càng không phải là một tầng bậc cao hơn giới luật. Mặc dù chúng ta thấy có vẻ như giữ theo hành đầu đà là khó khăn hơn, Đức Phật chưa bao giờ dạy rằng các vị tỳ kheo phải theo hành đầu đà mới đạt được sự giải thoát giác ngộ. Thứ ba là hành đầu đà khác với khổ hạnh, không phải là khổ hạnh. Chữ đầu đà cũng được phiên âm là đẩu tẩu, mang ý nghĩa là rũ bỏ, dẹp bỏ, nghĩa là những hạnh này có công năng giúp người tu tập rũ bỏ, dẹp bỏ tâm tham dục, sân hận, ái luyến. Các hành đầu đà có thể rất khó thực hành đối với người bình thường, nhưng thật ra không quá cực đoan và ép sát như người tu khổ hạnh. Chính Đức Phật đã từ bỏ lối tu khổ hạnh, nên không có lý do gì Ngài là dạy đệ tử tu khổ hạnh ép sát. Do vậy, nếu chúng ta gọi các hành đầu đà là khổ hạnh, hoặc đầu đà khổ hạnh đều là sai ý nghĩa. Lấy thí dụ, hạnh đầu đà thứ năm nói rằng ăn điều độ có chừng mực, đây không thể xem là khổ hạnh. Có người giải thích rằng chỉ ăn một nắm cơm trong bát, không phải như vậy. Bình bát của vị khất sĩ được gọi là ứng lượng khí, tức là vật chứa tùy theo lượng mức cần thiết. Điều này có nghĩa là nếu một vị tỳ kheo cần một lượng thức ăn nhiều mới đủ bữa vị ấy có thể chọn một bình mát hơi lớn hơn còn ngược lại nếu ăn ít thì sẽ chọn một bình mát nhỏ hơn cho phù hợp đó gọi là ứng lượng đức phật không dạy rằng người tu phải ăn uống thiếu đói mà dạy rằng nên ăn vừa đủ biết đủ trong quy sơn cảnh sách văn tổ quy sơn có nói tam thường bất túc tức là ba chuyện ăn, mặc và ngủ nghỉ đừng cho đến mức đủ. Điều này có nghĩa là một vị tỳ kheo nếu ăn ba chén cơm là vừa no thì gần đến mức no đủ, vị ấy nên bớt lại một chút, còn gọi là bớt túc, chứ không có nghĩa là ăn quá ít, ăn đói. Như vậy, nếu một vị thân hình to lớn có nhu cầu ăn nhiều hơn, cần đến 6 chén thì vị ấy vẫn ăn được đủ 6 chén nhưng khi ăn đến chén cuối cùng, lúc đã gần no đủ thì nên bớt lại một chút. Trong Pháp Hoa Văn Cú, Đại sư Trí Khải giải thích về hành đầu đà này. Đá thực nạn tiêu sanh thủy giải đãi tiểu thực cơ quyền pháp lực, cố tiết lượng thực. Có nghĩa là ăn quá no thì khó tiêu hóa, sinh ra buồn ngủ và lười biếng ăn quá ít thì đói gầy mất sức. Cho nên, phải ăn uống tiết chế vừa đủ. Chúng ta thấy rõ đây hoàn toàn không phải là khổ hạnh. Và như hạnh thứ 12, khi nghỉ ngơi chỉ ngồi không nằm, có vẻ như rất khó thực hiện đối với người bình thường. Nhưng một vị hành giả tu tập có ý chí kiên cường khổ luyện thì trải qua một thời gian rồi sẽ thấy bình thường, có thể thực hiện được mỗi ngày mà không phải đau đớn khổ nhọc gì. Đó là là do cơ thể khi được luyện tập sẽ có khả năng thích nghi và đối với những ai có thực hành thiền tọa nhiều đều biết nếu ngồi đúng tư thế thiền tọa để nghỉ ngơi thì cơ thể vẫn chấp nhận được cho nên đây cũng không thể gọi là khổ hạnh ngoài ra trong trường hợp đang đề cập chúng ta cần tìm hiểu và phân biệt thật rõ ràng ba khái niệm khác nhau sau đây thứ nhất là giới hay giới luật đây là những điều mà bất cứ người Phật tử chân chánh nào cũng phải thọ trì, nghĩa là thọ nhận và giữ gìn theo suốt cuộc đời của mình. Người cư sĩ có năm giới, vị sa di có 10 giới, vị tỳ kheo có 250 giới, vị tỳ kheo ni có 348 giới, theo tứ phần luật. Những giới luật này là bắt buộc đối với một người đệ tử Phật, trong ý nghĩa là nếu không giữ giới thì người ấy không còn là đệ tử của Phật. Một người cư sĩ Phật tử nếu không giữ theo năm giới thì danh xưng Phật tử đó không chân chánh, không đúng nghĩa. Thứ hai là pháp môn tu. Phật dạy nhiều pháp môn tu tùy theo căn cơ hoàn cảnh riêng của mỗi người đều có thể tự chọn cho mình một pháp môn tu thích hợp. Có người tu thiền, có người tu tịnh độ, mỗi pháp môn tu đều nên có thầy truyền dạy và hướng dẫn để sự tu tập không sai lệch. Thứ ba là các công hạnh. Hạnh đầu đà là một trong số rất nhiều công hạnh mà người tu có thể phát nguyện làm theo gọi là lập hạnh. Có người lập hạnh chăm sóc người già, có người lập hạnh bố thí, có người nguyện giữ theo 12 hạnh đầu đà. Vào thời Đức Phật, Ngài Diếp là người theo hạnh đầu đà và được đức phật khen ngợi gọi là đầu đà đệ nhất vì ngài được phật khen là đệ nhất nên chúng ta biết rằng ngoài ngài ca diếp ra hẳn còn có nhiều gì khác nữa cũng theo hành đầu đà cho nên đức phật mới so sánh gọi ngài là đệ nhất khi một người phật tử bước vào con đường tu tập thì quan trọng nhất trước hết là phải thọ giới giữ giới chính vì tâm quan trọng này Đức Phật đã từng dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn rằng sau khi Ngài nhập diệt, các vị tỳ kheo và lấy giới luật làm thầy. Nếu một tỳ kheo không giữ giới luật thì không còn là tỳ kheo nữa. Sau khi đã thọ giới, người tu hành cần phải chọn một pháp môn tu. Chính pháp môn tu mới là con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Pháp môn tu giúp ta nhận biết về chứng nghiệm chân lý. Ở đây là bốn chân đế tức là tứ diệu đế do đức phật thuyết giảng khi tu tập theo pháp môn đã chọn chúng ta giảm bớt tham sân si phiền não sự giảm dần này nếu được duy trì và ta cứ tiếp tục tu tập tinh tấn thì mỗi ngày sẽ càng thêm thanh thản an lạc đó chính là hướng dẫn đến sự giải thoát cuối cùng việc lập hạnh là một phương tiện hỗ trợ trên đường tu Người tu hành có lập hạnh và kiên trì giữ hạnh tu thì việc tu tập sẽ hiệu quả hơn. Có thể hình dung giống như một chiếc xe, nếu được lắp thêm động cơ phụ sẽ chạy nhanh hơn. 12 hạnh đầu đà có thể nói là một loại động cơ phụ rất mạnh mẽ, cho nên nếu người tu tập có thể giữ theo các hạnh này thì sự tu tập sẽ càng tinh tấn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên bản thân các hành đầu đà không phải là một pháp tu nên chỉ có thể có tác dụng trợ giúp mà thôi. Ngoài ra cũng cần lưu ý một số điểm tương đồng giữa giới luật và các hành đầu đà. Chẳng hạn như hành thứ tư, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, thật ra vào thời Đức Phật là áp dụng cho tất cả các chi tỳ kheo, không cần phải là người theo hành đầu đà. Người nào ăn sau giờ ngọ tức là giữa trưa gọi là ăn phi thời, nghĩa là không đúng giờ, trái giờ. Hoặc như hạnh thứ 8, chỉ có 3 tấm y, thật ra là cũng được áp dụng cho tất cả các tỳ kheo vào thời Đức Phật, không chỉ riêng với người theo hành đầu đà. Tuy nói là ba y, nhưng thật ra chỉ là ba phần khác nhau để hợp thành một bộ y phục đầy đủ. Và người tu hành chỉ có một bộ đó mà thôi. Đức Phật đã chế định các vị tỳ kheo không được nhận và cất giữ dư thừa nhiều hơn số đó. Điều khác biệt ở đây là một vị tỳ kheo bình thường có thể nhận y do thí chủ may sẵn cúng dường. Nhưng nếu đã theo 12 hạnh đầu đà thì không được nhận, mà phải tự mình nhặt giải may thành y phấn tạo để sử dụng. Và tấm y phấn tạo đó phải được sử dụng cho đến khi nào hư mục không thể nào chấp giá được nữa mới được phép thay tấm y khác. Nói tóm lại, thầy Minh Tuệ thực hành hành đầu đà là rất đáng kính trọng, nhưng đó không phải là cao hơn giới luật, cũng không phải là pháp tu duy nhất để giải thoát. Chắc chắn thầy Minh Tuệ cũng đã chọn cho mình một pháp tu nào đó ngoài việc giữ theo các hành đầu đà. Thứ hai là khen ngợi xưng tán thầy Minh Tuệ kèm theo việc so sánh để chỉ trích phê phán người khác. Rất nhiều người ngợi khen, xưng tán thầy Minh Tuệ, nhưng kèm theo đó là so sánh thầy với những người khác để chỉ trích phê phán. Điều này thật ra cũng không có gì sai trái theo quan điểm thế tục, nhưng từ góc nhìn của người Phật tử là không nên làm. Thứ nhất, khi chúng ta tán thán quan hỷ với thiền hạnh của một người, trong lòng ta khởi sinh một niềm vui nhẹ nhàng trong sáng, ta có được công đức của sự tùy hỷ Đức Phật cũng nhiều lần khuyến khích điều này Có rất nhiều việc chúng ta biết là tốt đẹp Nhưng tự thân ta chưa làm được Khi thấy người khác làm được Ta quan hỷ chúc mừng Vui theo với niềm vui thành tựu của người khác Đó là tùy hỷ Tất nhiên hình ảnh Thầy Minh Tuệ Tinh tấn tu tập theo chánh pháp Là một điều khiến chúng ta vui mừng tán thắng Nên việc xưng tán Thầy Cũng giúp ta có được niềm vui tùy hỷ Thế nhưng, nếu kèm theo đó, ta khởi tâm so sánh và chỉ trích phê phán người khác, cho dù là phê phán không sai, nhưng chính trong tâm của ta đã tự nhiên mất đi niềm hoan hỷ ban đầu. Như vậy, đây là điều không có lợi cho chính chúng ta. Chúng ta vẫn có thể và cần phải phê phán những điều sai trái, gây tổn hại niềm tin đối với chánh pháp, nhưng ta nên làm điều đó vào một lúc khác một thời điểm khác sẽ tốt hơn thay vì kết hợp hay trong một vào lúc này. Thứ hai là khi chúng ta sử dụng hình ảnh Thầy Minh Tuệ để so sánh với người ta muốn phê phán, vô hình chung ta đã tạo ra một sự đối lập tương phản giữa hai bên. Và như vậy là lôi kéo Thầy vào dòng thị phi tranh cãi một điều mà chắc chắn Thầy đã từ bỏ. Xét về lý, ta không nên làm như vậy còn xét về tình tức là về mặt cảm tính ta vô tình khiến cho thầy trở thành đối tượng của sự ganh ghét thù nghịch và điều đó cũng không nên thứ ba những phê phán loại này thật ra thường chỉ thỏa mãn tâm lý của người phê phán mà không thực sự có tính thuyết phục cao đối với người khác trong tranh biện muốn chỉ ra sai trái của một người chúng ta phải dựa trên những tiêu chuẩn khách quan không thể dựa trên sự so sánh với người khác. Nói một cách cụ thể là nếu A sai thì phải do A đã làm trái với những tiêu chuẩn đúng nào đó và điều này phải được chứng minh một cách độc lập chứ không thể kết luận A sai chỉ về so sánh với B đúng. Cho nên muốn phê phán một cách thật thuyết phục Chúng ta cần chỉ ra những điểm sai trái cụ thể thay vì mang ra so sánh như trong trường hợp này một vấn đề nữa đó là bày tỏ tôn kính thái quá việc bày tỏ tôn kính là quyền của mỗi người và không có gì sai trái cả tuy nhiên những ngày qua khi số người ngưỡng mộ thầy minh tuệ đã lên đến hàng ngàn người cùng lúc đổ xô ra đường để chờ đón thầy đi theo thầy thì rõ ràng sự bày tỏ đó đã tạo thành vấn đề trên nhiều đoạn đường người ủng hộ thầy quá đông đã tràn ngập cả mặt đường gây tắc nghẽn giao thông sự bày tỏ thái quá này rõ ràng có thể tạo ra khó khăn cho sự tu tập của thầy minh tuệ thầy đã độc hành như thế nhiều năm qua đó là pháp tu tập của thầy nay mỗi ngày đều phải đi giữa dòng người đông nghịch không còn chỗ nghỉ ngơi nào thực sự yên tĩnh thanh vắng chắc chắn không phải là điều thầy mong muốn tuy nhiên tuy rằng sự tôn kính của phật tử đối với một người tu hành chân chánh là đáng trân trọng nhưng nếu sự bày tỏ đó có chừng mực hơn hợp lý hơn thì sẽ thuận lợi cho thầy hơn trên con đường tu tập nhiều người cho rằng đó cũng là cách thử thách để thầy tu tiến tất nhiên điều này không sai nhưng nếu mọi người phật tử ngưỡng mộ thầy đều có sự suy xét hợp lý thì tôi tin rằng họ sẽ không muốn tạo ra tình huống khó khăn như thế cho thầy việc đổ xô đi theo thầy quá đông không mang lại lợi ích gì cho tự thân ngoài việc bày tỏ lòng ngưỡng mộ tôn kính tốt hơn là chúng ta nên biến lòng ngưỡng mộ tôn kính đó thành động lực tu tập để nỗ lực thực hành và hoàn thiện bản thân mình khi chúng ta làm được như vậy chẳng những tự thân ta được lợi lạc mà chắc chắn thầy cũng được chia sẻ một phần công đức giáo quá đây mới chính là ý nghĩa tôn kính thiết thực nhất. Theo một chiều hướng khác, nhiều người lại ca tụng Thầy Minh Tuệ như một vị thánh sống là Phật Di Lặc ra đời. Đây là một sự sai lầm, lệch hướng nghiêm trọng. Đối với một người đã tự nói rằng mình đang tập học thì sự tôn xưng thái quá không phải là yêu kính Thầy mà thực sự đang vô tình gây khó cho Thầy. Trong thực tế, ở cõi phàm thánh đồng cư này, chúng ta là những người phàm mắt thịt thì ngay cả khi có duyên mây ở bên cạnh một vị thánh cũng không thể nào nhận biết được còn việc chỉ dựa vào những gì đã nghe biết về thầy minh tuệ mà tôn xưng thầy là bậc thánh thì nghe rằng có phần thái quá hơn nữa việc tôn xưng như thế cũng không giúp gì cho sự tu tập của thầy cũng như cho chính chúng ta vậy tốt nhất hãy xem thầy là một bậc thầy qua việc thực hành tinh tấn và nghiêm túc lời phật dạy đã nêu cho chúng ta một tấm gương sáng để nhìn theo và học hỏi sau đây là những niềm vui và nỗi buồn trong câu chuyện này chỉ một thời gian ngắn sau khi hiện tượng thầy minh tuệ tràn ngập trên các trang mạng xã hội nhiều hệ quả khác nhau đã phát sinh mặc dù thầy minh tuệ đã tu tập theo cách này từ nhiều năm qua nhưng chỉ một thời gian rất ngắn gần đây khi các youtuber, tiktoker, facebooker gần như liên tục đưa lên những hình ảnh, câu chuyện về thầy, thì những ảnh hưởng rộng khắp mới bắt đầu phát sinh theo nhiều chiều hướng khác nhau. Trong thực tế, những hành giả Phật giáo có sự thực hành giống như thầy Minh Tuệ cũng rất nhiều. Tại hầu hết các nước theo truyền thống Nam Tông, các vị tỳ kheo đều nghiêm túc duy trì truyền thống khất thực mỗi ngày, ngay cả khi họ tu tập cố định ở một trụ xứ và số người thực hành diễn du để tu tập cũng không ít. Tại Thái Lan, các hành giả tu tập theo truyền thống thiền trong rừng của Ngài Chan cũng có nếp sống vô cùng khắc khổ, thiếu thốn nhiều tiện nghi nếu so với cuộc sống của người bình thường. Người Phật tử ở những nơi đó tuy tôn kính các vị nhưng không bộc phát thành một hiện tượng quá ồn ào như ta vừa chứng kiến. Điều này hẳn phải có nguyên nhân khác biệt của nó khi nhìn thấy sự bày tỏ tâm tính của hàng ngàn phật tử nơi thầy đi qua và rất nhiều những chia sẻ tích cực từ khắp nơi trên mạng internet chúng ta không thể không vui mừng khi thấy ít ra là niềm tin đối với chánh pháp của đức thế tôn vẫn đang tiềm tàng trong tâm thức của người phật tử việt nam ở khắp mọi nơi tuy nhiên từ sự bày tỏ lòng tôn kính theo cách hơi thái quá, có phần bất thường của đông đảo những người Phật tử, chúng ta có thể nhìn thấy được phía sau đó là một sự khát khao thiếu thốn sự dân dắt và nêu gương của các bậc chân tu Phật giáo. Việc Thầy Minh Tuệ không nhận tiền cúng dường của bất kỳ ai mà chỉ xin thực phẩm vừa đủ ăn mỗi ngày một lần, đúng ra chỉ là điều rất bình thường theo đúng lời Phật dạy thì lại trở thành một hiện tượng rất lạ đối với nhiều người dân đó là vì từ xưa đến nay họ chưa từng gặp. Và bàn đến việc này thì quả thật có nhiều vấn đề nan giải nhưng nếu muốn Phật giáo phát triển lành mạnh và dài lâu thì không thể không đề cập đến. Việc Đức Phật chế định trong giới luật tận tình thọ bất đắc trốc trì sanh tượng Kiểm ngân bảo vật tức là vì tỳ kheo suốt đời không được cất giữ tiền vàng vật và quý là điều không ai có thể phủ nhận được. Thế nhưng, liệu điều giới này phải được vận dụng giữ theo như thế nào trong thời đại hiện nay thì quả thật không dễ dàng nói được. Nếu nói rằng đã là giới luật là nhất thiết phải y theo, thì chúng ta cũng phải thừa nhận ngay là hầu như mọi sinh hoạt Phật giáo trong hiện tại sẽ hoàn toàn tê liệt. Tuy nhiên, theo chiều hướng ngược lại, nếu một vị tỳ kheo lại hầu như quên hẳn đi xem như chưa từng nghe biết đến điều giới này thì cũng là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được bởi vì điều đó rõ ràng dễ dàng dẫn đến sự lạm dụng niềm tin của tính thí dẫn đến sự phóng túng buông thả và thậm chí là xa đọa trong nếp sống của nhiều tăng sĩ nói như vậy cũng không phải là quá lo xa mà thật ra là đang đề cập đến những gì đã và đang diễn ra trong giai đoạn gần đây và đây là một nỗi buồn rất lớn cho mọi người Phật tử cho tương lai của Đạo Pháp. Trước thực trạng đó, nhiều Phật tử đã phản ứng bằng cách không tiếc lời chê bai công kích hoặc chấm biếm những kẻ xa đọa mà họ gọi là ma tăng, sử dụng tiền cúng dường của tính thí cho cuộc sống xa qua của riêng mình. Những phê phán của họ không sai, và từ quan điểm tích cực có thể đó là điều cần thiết để thức tỉnh những tín đồ mê muội đang dây quanh các ma tăng này. Nhưng thực tế cho thấy dường như điều đó chưa thực sự mang lại kết quả nào. Và đây cũng là một nỗi buồn lớn cho người Phật tử khi hình ảnh cao quý của chư tăng bị hoen ố bởi chính những người đang giữ trọng trách hoàn truyền lời Phật dạy. Hình ảnh Thầy Minh Tuệ xuất hiện vào lúc này cùng với hiện tượng xôn xao trong những ngày qua dường như gợi mở ra một điều gì đó để chúng ta có quyền hy vọng những bước chân thầm lặng của một con người tự hạ thấp mình hạ thấp mọi nhu cầu vật chất của bản thân xuống đến mức tối thiểu giờ đây dường như đang phát ra âm gian hùng hồn còn hơn cả dạng lời thuyết giảng điều này chứng minh một thực tế là hạt giống thiện lành trong lòng người phật tử việt nam ở khắp mọi nơi vẫn đang còn nguyên đó nhưng không thể được khơi dậy bởi những lời thuyết giảng suông hay những lý thuyết cao siêu xa vời. Người Phật tử cần có một hình mẫu thực tế để chứng minh một cách giản dị nhưng đầy thuyết phục rằng một đời sống tu tập theo đúng lời Phật dạy là có thể và có một con người bằng xương bằng thịt đã và đang thực hành như vậy nhiều năm qua. Trong hàng triệu Phật tử Việt Nam Hiện có bao nhiêu người có thể tu tập như thầy Minh Tuệ? Tôi không có ý nói đến việc rập khuôn giới pháp bộ hành như thầy, nhưng chỉ cần là thực sự chuyên tâm tu tập theo đúng là Phật dạy, ở đâu đó trên đất nước này, tôi tin chắc rằng vẫn có những vị tăng ni với đạo tâm kiên cố và tấm lòng thiết tha với đạo pháp đang âm thầm tu tập như vậy, nhưng ít người biết đến. Thầy Minh Tuệ chỉ là một trong số họ vừa được công chúng nhìn thấy do những nhân duyên tình cờ, nhưng có thể chính là một gợi mở để cộng đồng Phật tử được biết đến nhiều người khác nữa. Sẽ là thế nào nếu chúng ta có được hai, ba, cho đến rất nhiều vị tiếp tục hiện ra? Sẽ thế nào nếu sẽ có một, hai, ba, cho đến nhiều ngôi chùa mà tăng chúng ở đó? Ai cũng tám y nhất bác. Mỗi ngày chỉ nhận cúng dường thực phẩm vừa đủ ăn và nỗ lực tính cần tu tập. Cho dù các vị ấy không thuyết pháp, những Phật tử dây quanh các vị cũng sẽ luôn được thấm nhuần pháp vị và chắc chắn là niềm tin vào tam bảo của họ sẽ ngày càng kiên cố hơn. Tuy nhiên, với sự chuyên tâm tu tập đúng chánh pháp và học hỏi kinh điển thì chắc chắn là bất kỳ điều các vị nói ra sau đó cũng đều sẽ là chánh pháp. Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên họp tán thành hoại cũng đều do nhân duyên nếu duyên lành đã đến hẳn những điều như trên sẽ không chỉ còn là mơ ước của người phật tử nhưng nếu nhân duyên không hội đủ thì ít ra đây cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh và người phật tử phải luôn nhớ rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì nỗ lực tu tập của tự thân mỗi người vẫn luôn là yếu tố quyết định cuộc đời của chính mình. Và sau đây là lời kết cho câu chuyện này. Anh Đỗ Hồng Ngọc kể lại rằng, một lần anh đến thăm quà thượng thích thanh từ và thưa hỏi nhiều chuyện. Lúc anh ra về, anh thưa với thầy rằng: "Nãy giờ học với thầy nhiều quá, giờ xin thầy một chữ thôi trước khi về." Thầy cười và nói: "Đúng một chữ, buông." Thật tuyệt vời Tôi tâm đắc với sự tóm gọn này Suy cho cùng Cuộc đời của mỗi chúng ta từ lúc bắt đầu ngậm bầu sữa mẹ Là đã bắt đầu bám chấp. Khi thấy có người đến gần Là đưa tay che bầu sữa bên kia Để giữ riêng cho mình Càng lớn lên Những thứ mà ta bám chấp cũng ngày càng nhiều hơn Chứ không chỉ là việc đưa bàn tay bé xíu che bầu sữa mẹ Thế rồi có duyên lành đến với Phật Pháp, ta học được biết bao điều cao quý. Nhưng xét cho cùng, bất cứ điều nào trong số đó dường như cũng đều hướng ta đến sự buông xả. Rồi trải qua biết bao nhiêu dùi dập khổ đau trong cuộc sống, cuối cùng chúng ta mới có thể nhận ra một điều đơn giản là càng buông được nhiều thứ, cuộc sống của ta càng thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Và hơn thế nữa, còn có một quy luật bất biến muôn đời là cho dù ta không học được cách buông xả thì đến phút cuối đời rồi ta cũng phải buông tất cả. Hình ảnh thầy Minh Tuệ đầu trần chấn đất, thanh thản bước trên con đường đã cho tôi một ấn tượng vô cùng sống động về chữ buông. Ở hình ảnh đó, nếu xét theo những nhu cầu của một con người đang sống, dường như ta không còn tìm được bất cứ một thứ gì để có thể buông ra được nữa. Một tấm y không thể dùng cho ai khác. Một ruột nồi cơm điện nếu dứt đi, e rằng cũng không có người nhặt lấy. Và chỉ có vậy. Không còn gì khác trên tấm thân xác thịt của thầy. Ấy vậy mà, có lúc thầy đã nói, con chỉ còn cái mạng này, nếu còn sống thì con tu tiếp. Hóa ra mạng sống mới chính là tài sản quý giá nhất thầy chưa buông vì còn đang giữ lại để tu tiếp. Có phần chắc chắn là trong một thời gian nữa những quan tâm đến thầy Minh Tuệ sẽ dần dần lắng xuống và tôi mong là như vậy để thầy có thể tiếp tục những bước chân tu tập an tĩnh và an vui của thầy. Mặc dù vậy, hình ảnh đơn sơ mộc mạc của thầy trong những ngày qua đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tôi tin rằng điều này cũng xảy ra với nhiều Phật tử khác nữa. Chúng ta luôn cảm thấy mình còn thiếu thốn điều này vật khác. Nhưng khi soi vào tấm gương của Thầy Minh Tuệ, ta mới nhận ra mình có quá nhiều, thậm chí là thừa thải nữa. Chỉ riêng một điều này thôi, chắc chắn đã làm cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần. Cho dù chúng ta đã đọc hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn không biết bao nhiêu lần. Tất cả chúng ta đều cần đến sự minh họa sống động cho những lời dạy ấy và đó chính là vai trò của nhân vật chân thu khi xuất hiện ở đời này. Đức Phật đã dạy rằng tâm thức vô thường, dị sinh dị diệt. Phạm phu chúng ta dù nỗ lực tu tập đến đâu cũng còn chưa thể biết chắc được ngày mai, một năm hai năm hay là mười năm nữa, chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng Thầy Minh Tuệ còn giữ được chân cứng đá mềm như những năm qua. Nhưng điều đó không hề gì cả. Ngọn đèn phước tuệ chỉ một lần tỏa sáng cũng đã đủ để giúp ta soi thấy những gốc khuất trong chính tâm hồn của mình. Sự hoàn thiện của mỗi người vẫn thuộc về nỗ lực của bản thân mình. Tôi thực sự vui mừng với cơ duyên được biết đến hình ảnh tu tập của Thầy Minh Tuệ. Và bên cạnh thực trạng Phật giáo nước nhà đang đầy rẫy những biến tướng đáng buồn. Hình ảnh đơn sơ mộc mạc của Thầy như một điểm lóe sáng để chúng ta nhen nhóm lên những hy vọng về tương lai. Kính thưa quý vị, kính thưa quý Phật tử và các bạn. Sau rất nhiều bài viết đăng tải trên mạng, chúng tôi những người làm kênh youtube truyền thông Phật giáo. Rất tâm đắc với bài viết trên đây của tác giả Nguyễn Minh Tiến được đăng tải trên website thư viện hoa sen org Chúng tôi hy vọng bài viết của tác giả phần nào phân tích đầy đủ và truyền tải các nội dung xoay quanh Thầy Minh Tuệ một cách đầy đủ và khách quan công tâm nhất. Xin cảm ơn quý Phật tử và quý thính giả đã luôn theo dõi và lắng nghe kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay và phù hợp, xin hãy like, chia sẻ để bài viết được lan tỏa rộng khắp tới nhiều người hơn nữa. Đồng thời, cũng hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về Thầy Thích Minh Tuệ. Kính chúc quý Phật tử và quý thính giả thân tâm luôn an lạc, gặp nhiều may mắn và bình an hạnh phúc.